Rồi, em chào tất cả anh chị em. Em đang à, anh cái này, cái anh mà bữa cái ngày sinh nhật em á, là anh mua cục IC với cái bình xăng này nè. Mà nếu mà cái bình xăng này là nó không có cái này đâu nha anh chị, thì em bán thì bữa em tính tiền là em không tính này đâu. Nhưng mà thôi, mình đưa người ta phải cho thêm cái này anh chị. Nhưng mà mốt lần sau em bán là em phải tính cái này vô anh chị. Cái miếng này cục này nè, đó. Cục có 10.000 anh chị, đó. Thì cái cục này á, nếu mà anh chị về xài sau anh chị làm lại nha, có gì em chỉ cho cách. Cái này nó dư về gọt lại ha, gọt lại. Cái này nè anh chị, nếu mà anh chị xài mà chế chải á, à, những cái dòng mà TD này nè, anh chị nào có cần mua những cái chế zin của nó mà mở họng mà làm sạch sẽ thì cứ liên hệ em ha. Mở họng mới chạy nổi nha anh chị, chế zin nha, chế phao anh chị không mở họng không chạy nổi đâu. Nó chạy có 5 mà anh chị mở họng nó chạy 8 á. Là bữa em có làm mấy con em có quay lên cho anh chị xem đó. Nó, nếu mà anh chị mà xài chế chải á thì anh chị lấy cái nút này nè. Anh chị cắt này ra. Đúng không? Cắt đường từ đây qua đây. Đó, cắt đừng có khoét cái lỗ đâu nha, cứ cắt đại như gì đó cho nó hẻ ra thôi. Là nó xăng nó không có chảy ngược lên lên được nha anh chị, nó chảy mà ít lắm, cái số lượng nó sẽ ít. Đó. Còn mà anh chị cắt dịu hơn, anh chị bỏ cái cục mót vô đây nè, để cắt cục mót cho nó vuông vuông bằng này, cho đặt bằng này nè. Là anh chị nếu lỡ cái máy mà có nghiêng thì nó phải thấm đầy cục mót nó mới chảy ra khỏi cái nắp này nha anh chị. Đó. Thì anh chị phải nhớ nha, nhớ mà làm vậy là phải khoét lỗ nhỏ đó nha. Chứ anh chị để ngạt xăng nó kín bít không có xuống xăng được đâu nha. Đó. Phải khoét cái lỗ trên nắp này nè. Đó. Đó. Rồi anh chị nhớ nha, còn mà nếu mà xài nút thở, anh chị mua cái này mà về xài nút thở thì anh chị để cái này luôn, để bít gì nè, để bít về gắn nút thở vô thôi, nút thở bên đây đó. Rồi của anh khách là một cái bình này với một cái này đó. Thì có gì anh liên hệ lên giùm em nha, giờ em nhiều số quá, giờ em quên mất tiêu rồi. Cái này là em trễ dữ lắm nè, từ ngày sinh nhật em tới giờ luôn á. Cái này về anh bắt á là sao phải không, anh cứ đút hai ngóc này vô ngay chân đè này xuống, không chút em lấy ốc inox cho anh luôn nha. Chứ bữa anh nói em ốc chế gì đó rồi em có cho anh mấy con á, chứ thường mấy đó là em bán á, ngày sinh nhật em bữa đó em cho đó. Thì anh cứ đút hai ngóc như đây không, rồi đè xuống gì nè đó. Nè cái này của em là còn giữ lỗ nguyên nha anh chị, có cái lỗ nằm đây nè đó, được không đó. Rồi chứ không có cắt kiểu hay gớm đâu nha anh chị, chạy cắt hay gớm ở đâu chứ ấy đâu. Còn này em làm thì là chính xác luôn, anh chị cứ đè sát xuống hết là bắt vô rồi về quốc thôi. Rồi chút em lấy cái dây điện với ấy nha anh chị đó. Rồi thôi em chào nha, cái gì anh liên hệ lên giùm em để em gửi hàng cho anh, chứ em gửi cái bình xăng nãy em mới làm á đó. Rồi thôi em chào.